Chuyến xuyên Việt Tây Bắc năm 2015, hành trình Phú Thọ Nghĩa Lộ, ngày thứ hai, 12 tháng 10. Sau cái ngày đầu tiêu sái, nhẹ nhàng phong lưu thi sĩ, thì ngày thứ hai, thoạt tiên, trên kế hoạch của Google Maps, tưởng chừng như cũng là một ngày dư bở. Cả nhóm tạm biệt bà chủ khách sạn Hương Rừng ngọt ngào và hiên ngang đăng trình theo bóng ngàn xanh ngắt của rừng cọ đầu chè mà thượng lộ. Thế nhưng, nếu có nghề và tinh lý khi nhìn vào bản đồ trong chế độ địa hình, ta sẽ thấy khu vực mà theo lộ trình nhóm dự định xâm pha, nó chi chít những đường đồng mức nằm sát nhau. Có nghĩa là rừng núi dốc đứng. Với địa hình hiểm trở tự nhiên đó, Yên Bái là vùng tiếp giáp với Phú Thọ, là nơi sinh sống quần tụ và cũng là cố thủ của người Việt từ bao đời, chan hòa cùng núi thiên rừng thẳm, gan lì chống chọi lại những địch họa và nhân tai. Người Việt, trong đó có tính cả các dân tộc anh em cùng bọc trăm trứng trăm con, Mông, Dao, Tày, Nùng, bằng mồ hôi xương máu và trí tuệ của mình đã tạo nên những giường cọ, đồi chè, những thứ nương trung du bậc thang đẹp đến nao lòng. Khí thi Yên Bái còn được nhớ đến với cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào những năm 30 của Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà những cái tên ái quốc đã lẫm liệt đi vào lịch sử như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp, Cô Bắc, Cô Giang. Trở lại với chuyến hành trình của ba chàng ngự lâm, xuất phát từ Hạ Hòa, qua cầu Hạ Hòa, bắc ngang sông Hồng. Mùa này, dòng lũ hung hãn từ phương Bắc đang cuồn cuộn tuôn đổ phù sa và rất nhiều củi gỗ hướng về đồng bằng. Và trên dòng lũ đó, trong buổi sớm thu tinh sương se lạnh, vẫn còn những chiếc thuyền con của người vớt củi. Ôi cái cảnh liều thân mưu sinh trong truyện Anh Phải Sống của nhà văn Tự Lực Văn Đoàn, Khái Hưng, tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, nào ngờ nay vẫn còn đây. Qua sông Hồng, ta gặp một dòng sông với nước trong xanh từ hướng Tây hòa vào sông, đó là Ngòi Lao. Ngòi Lao khởi nguồn từ những rặng núi cao của núi rừng Yên Bái, trong cánh cung Tây Bắc hiểm trở, tiếp giáp với Hoàng Liên Sơn, rồi thập vạn đại sơn của dân Nam Trung Hoa, và mặt núi đó còn nối với đỉnh trời là cao nguyên Thanh Tạng của rặng Hy Mã Lạc Sơn, nóc nhà của thế giới. Và ba lão tướng đang nghe theo lời suối khôn suối dại của bác Google Maps mà anh dũng xông vào. Trong các truyện kiếm hiệp tạo, khi các hảo hán muốn cà khịa nhau trước một màn quyết đấu sanh tử, thì các đại ca nắm thấy thượng phong thường lên giọng kẻ cả mà khuyên đối thủ trẻ người non dạ rằng: "Tiểu tử này, đường qua ngõ lớn không đi, mà sao lại đâm đầu vào nơi hiểm ác? Muốn tàn mạng, hãy sớm hồi đầu khi còn chưa muộn đó mà." Nhưng một khi phượt thủ đã quyết chí lên đường, nhất là hôm qua đã được Hùng Tổ bảo hộ ấn chứng ở Ngũ Lĩnh Sơn, và sáng nay đã lót dạ với một tô thuộc hạng Bắc Kỳ Thiên Hạ đệ nhất phở ở quán Anh Phương Hạ Hòa, thì xem ra gian nan chỉ là gia vị cho một cuộc đăng trình lãng tử. Nhóm đi theo quốc lộ 32C hữu ngạn sông Hồng, rồi từ đó rẽ vào hướng Tây theo những cung lệnh đường làng để hướng về Sơn Đạo cặp dòng Ngòi Lao, để kỳ vọng rằng sẽ về gặp lại quốc lộ 37 nối từ thành phố Yên Thế với quốc lộ 32 từ đồng bằng lên Tây Bắc. Đoạn đầu là những cung đường tuy nhỏ hẹp, nhưng bù lại ta sẽ được mãn nhãn với những vùng trung du và sơn cước xanh mướt yên bình, những vườn trà nhỏ mọc núp dưới những bóng lá cọ màu xanh lá thanh tân, những mảnh nương đang mùa vàng của bờ sâu ruộng mật như đồng vọng trong lòng ta khúc hoang ca mùa xuân Tây Tiến, mùa xuân đầu tiên ngày mùa của nhạc sĩ thiên tài Văn Cao. Ôi quê hương ta yêu người thổn thức, một cuộc tình muôn kiếp chẳng quên nhau. Càng đi sâu theo định vị GPS và bản đồ số thì đường càng heo hút, và bắt đầu xuất hiện những con dốc của vùng trung du và bán sơn địa, rồi sơn cước. Rừng càng già và người thì càng vắng. Đến tận cùng thì cái bản đồ offline bá đạo của Nokia Lumina cũng bó tay, không còn số liệu địa hình. Còn chăng chỉ là bản đồ số online Google Maps của người dẫn đường.
thì vẫn hoạt động trong mạng 3G của Viettel. Nhóm tạm nghỉ ven đường với men say của hương núi rừng, của chút rượu từ đất Phong Châu mang theo và hương cà phê Vina Thanh Hoa. Ôi cái tiêu sái tự tại của phong vị lãng tử quả đến thế là không còn gì để mà tiếc nuối. Từ đây, nhóm càng đi sâu vào cái vùng có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Đây là vùng mà trước đây và hiện nay cũng còn đang là dung địa của những người phải chịu cảnh cách ly với xã hội. Con đường cặp triền núi hiểm trở dẫn nhóm dần đến nơi khởi nguyên của ngòi lao. Dòng sông đổ vào sông Hồng ở Hà Hòa như nói ở đạm trên. Đường dốc và xấu đến độ khung sườn, giảm sóc của chiếc Future bắt đầu quá sức. Và rồi chuyện phải đến là cả nhóm phải quyết định. Hồi đầu thì nghẹn khi gặp một nhóm thanh niên bậm trợn mà dễ thương đang khai thác gỗ rừng trồng. Chân thành vừa cảnh báo vừa nài nỉ các lão tướng rằng: "Mấy chú ơi, quay lại đi, đường này bọn cháu đi bộ còn không kham nổi đó các chú ạ." Mà quả thật, trước mặt là rừng núi chập trùng, dốc đứng như vô tận. Bên trái là vực sâu nơi ngòi lao đang gần thác đổ trắng xóa hướng về xuôi, sông còn hồi đầu, huống chi là người. Quay lại đường cũ chừng 3 cây số, trời đà đứng bóng, sức người dần cạn. May sao, ở nơi sơn cùng thủy tận vẫn có một chỗ bán xăng để chăm cho chiếc Future, và rồi một quán cơm ven đường. Một nữ hiệp tuổi xế chiều về niên kỷ, nhưng khí phách xem ra còn tràn trề, khi gọi một tô phở với khẩu khí của một duyệt tiệc sư thái miền rừng Thiên Yên Bái. "Làm nhanh lên con, cô mày đang đói, mà tao đang thời kỳ diet, mày đừng cho nước béo đấy, chỉ cho bánh với thịt gấp đôi là được rồi." Nghe ba chàng vừa thoát khỏi sàn đạo Hoa Dung và đang lạc đường bí lối, duyệt tiệc sư thái Nguyệt Vô Tư, sở dĩ tại hạ lén gán cho nàng cái hổng danh này, vì sau khi tận tình chỉ đường, bà còn cho số điện thoại và nói: "Nếu là số Viettel, các anh tới đâu cần online hướng dẫn cứ nhá máy, em sẽ gọi lại chỉ đường tới nơi. Vô Tư đi, máy em gọi nội mạng Vô Tư." Và quả thật vậy, tuy thô ráp, bộc trực và có phần xuồng xả, thế nhưng nữ hiệp này đúng là một quý nhân, đã cho nhóm sự giúp đỡ nhiệt thành và hiệu quả. Thậm chí đến tối đó, chị ấy còn gọi để kiểm tra chắc chắn rằng các chú đã về đến nghĩa lộ an toàn. Tuy đường đi đã rõ, thế nhưng nhóm vẫn phải dò dẫm từng đoạn một, rút kinh nghiệm. Lần này ngoài định vị GPS và bản đồ số, ở mỗi ngã rẽ anh em đều phải việt mồm hỏi thăm người địa phương cho chắc ăn. Vì trời đã dần ngã bóng mà ở miền sơn cước đêm xuống rất nhanh. Cuối cùng nhóm cũng đã được tìm đến dân hội, rồi đại lịch và quốc lộ 37 để xuôi về quốc lộ 32, rồi ngược lên phía bắc về thị trấn nghĩa lộ của cánh đồng Mường Lò, một trong tứ đại sơn điền của xứ Bắc. Thế nhưng trước khi về nghĩa lộ như đã hoạch định, anh Tư Dũng đã dẫn nhóm lên trời thăm suối Vàng. Trong tiếng dân tộc, Vàng có nghĩa là trời. Trên đỉnh trời suối Vàng là quê hương của những cây trà tổ thuộc giống San Tuyết, nức tiếng danh trà. Chúng ta làm sao cũng phải đến cho bằng được. Thế là cả nhóm lại rời quốc lộ 32, hướng vào con đường đầy dốc đứng lên mây hơn 13 cây số, để cuối cùng cũng đến được suối Vàng, chiêm bái cụ tổ thụ trà hơn 300 năm tuổi và bước qua cổng trời, nhìn ngược về phía đông, nơi đại ngàn Yên Bái mà trọn ngày hôm nay cả nhóm đã vô cùng manh động vượt qua. Đêm nghỉ lộ bình yên, sau khi lấy phòng ở khách sạn Mường Lò 2, cả nhóm lại được thưởng thức món thịt chua Phú Thọ danh tiếng mang theo trong một buổi chiều ngon nức nở. Đêm bình yên trong tiếng tình ca vọng về từ nhà hàng trong khuôn viên của khách sạn. "Anh hãy vào nghĩa lộ với em đi, suối Vàng vẫn xanh, bầu trời Yên Bái, khăn mặt dắt dai, đường không còn xa ngái, như lời thơ êm đềm, anh có vào nghĩa lộ với em không?" Thơ Hoàng Thị Hạnh.